cuộc sống bộn bề với biết bao lo toan bận rộn, gánh nặng, áp lực và cả niềm hy vọng rất lớn từ gia đình. Đôi khi, không biết vô tình hay cố ý, chúng ta đã lưu giữ những khoảng lặng tâm hồn đâu đó, né tránh mọi va chạm, làm tổn thương đến bản thân và gia đình. Hạnh phúc sao gần mà lại xa quá, nó quẩn quanh sau cánh cửa mà ít ai ngờ tới. Tại sao không xua tan những lo toan vội vã, chờ trở về với hiện tại? Hòa mình vào không gian đầy ắp nắng gió và cây xanh, River Park Hà Nội chắp cánh cho những cảm xúc thăng hoa của cuộc sống, mang lại cho chủ nhân nơi đây sự lựa chọn cho những mong muốn trải nghiệm tiện nghi hiện đại và dịch vụ hoàn hảo. Giữ nhiệm vụ thiêng liêng chăm sóc các chồi non phát triển mạnh khỏe vượt trội, ươm mầm cho những tinh anh tương lai của đất nước. Tọa lạc ngay trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục và y tế quận Thanh Xuân, River Park Hà Nội tự hào là dự án xanh với đầy đủ tiện ích nội khu ngay giữa lòng thủ đô. Gì bằng khi sau lưng một doanh nhân thành đạt là cả một gia đình yêu thương và được chở che ngay tại mái ấm River Park Hà Nội. Xuất phát từ mong muốn đáp ứng nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng và tập luyện bơi lội, River Park Hà Nội đã đầu tư xây dựng hai bể bơi ngoài trời và trong nhà đạt chuẩn quốc tế cùng các dịch vụ tiện nghi đẳng cấp. Bên cạnh đó, các chủ nhân River Park Hà Nội tiết kiệm được thời gian và công sức khi tìm kiếm được các tiện ích nội khu đẳng cấp ngay cạnh nhà với chất lượng dịch vụ đỉnh cao như nhà câu lạc bộ Clubhouse, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ. Chỉ cần nghĩ tới gia đình mình đang vui vẻ tắm mình trong làn nước xanh mát tại hồ bơi của River Park, mọi toan tính âu lo như tan biến vào không gian mở rộng, thay vào đó là tình yêu tràn đầy ấm áp và an nhiên. Đây là nét độc đáo và sự ưu ái mà chủ đầu tư Long Giang Land mong muốn tặng cho tất cả cư dân River Park. Luôn thấu hiểu mọi âu lo hàng ngày của các bà nội trợ, River Park Hà Nội cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách, trông giữ trẻ, quản lý căn hộ cho thuê, giúp việc gia đình, cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày đến từng căn hộ, sửa chữa bảo trì căn hộ, chăm chút chất lượng sống và nâng niu hạnh phúc tất cả các gia đình ngay tại River Park Hà Nội. Chúc cho ngày xa gặp lần tôi sẽ được nhiều lúc hoàn tất nơi.
yên bằng tất cả niềm hân hoan cho một nơi chốn mang tên hạnh phúc. River Park Hà Nội, nơi chốn bình yên.